cha mẹ muôn vàn yêu quý của con. Con biết cha mẹ đã cho con quá nhiều. Chỉ cần được có mặt trên cuộc đời này thôi là đã không bao giờ con có thể báo đáp được công lao của cha mẹ. Từ những tháng ngày chắt chiu khuya sớm để cho con được ê a từng chữ cái đầu tiên, đến tận lúc tròn nghề vẹn nghiệp, vững vàng tự lo toan cho bản thân và chăm sóc gia đình riêng của mình. Ơn nghĩa sinh thành ấy là không gì sánh nổi. Ngay khi mới cắp sách tới trường, con đã thuộc nằm lòng hai câu ca dao chứa chan hiếu nghĩa. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Rồi những tháng năm được chăm sóc con cái của mình, con mới hiểu hết tấm lòng cha mẹ. Đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời chẳng ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Vì thế giờ đây con chỉ biết hàng ngày sống thật tốt, tự chăm sóc bản thân, gia đình của mình chu đáo để cha mẹ khỏi phiền lòng, và phụng dưỡng cha mẹ bằng khả năng, bằng tấm lòng thành tâm nhất. Hôm nay con bắt đầu thực hiện một kế hoạch tài chính an toàn. Trước là để những khi chẳng may ốm đau bệnh tật, cha mẹ đỡ phải vất vả vì con. Và cũng do nhiều khi con sợ nhỡ mình không thể chăm sóc cha mẹ đến giây phút sau cùng, thì trong hoàn cảnh ấy, giải pháp bảo vệ tài chính đó sẽ thay con báo hiếu với cha mẹ. Nhưng con tin rằng kế hoạch này sẽ đến đích thành công. Khi đó, con có một khoản tiền để biếu cha mẹ an hưởng tuổi già. Cứ coi như là con có thêm một đứa em cùng chăm sóc cha mẹ chu đáo hơn. Như thế, con đã thực sự yên tâm rằng mình sẽ vẹn tròn đạo nghĩa làm con của cha mẹ.